Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thế Anh Audio Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay một mẫu quản lý nguồn sẽ được Thế Anh Audio sẽ giới thiệu cho anh em Mẫu quản lý nguồn cực kỳ cao cấp đến thương hiệu DBX có mặt là SV1039 Một dòng quản lý nguồn có đầy đủ các chức năng chống cháy chập quá tải và lọc nguồn bật tắt từng cổng đấy Và sẽ có một phần quà đặc biệt cho anh em ngày hôm nay Những chiếc quản lý nguồn này và sẽ em về được 100 chiếc sẽ giảm giá và tặng quà tặng đầu tiên 10 bác đầu tiên sẽ tặng cho em một bộ pin sạc đến thương hiệu Double Po. Đấy, tí em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em nhé Em chỉ bật mí là có một phần quà cho 10 bác nào nhanh tay thôi. Đấy thì trước khi vào video, anh em nào chưa đăng ký kênh, chưa like, anh em bỏ ra 3 giây hoan hỉ cho bên em xin like. Một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ thế nhau đâu ạ gần đây thì thật sự anh em là em cũng làm rất nhiều các video để dọn kho thanh lý thì anh em nhá cứ nếu mà muốn nhận được ngay thông báo mà bên em lên video nhận được ngay thông báo thì anh em nhớ nhớ phải like video và đăng ký kênh sau đó là bật chuông thông báo để nhận ngay được thông báo những cái video mà thanh lý xả hàng giá rất là tốt và như đây những chiếc quản lý nguồn này có 10 chiếc đầu tiên cho 10 ba lò nhanh tay có quà tặng thôi đấy thì đây em xin phép giới thiệu chi tiết cho anh em những trong quản lý nguồn DBX này với thiết kế rất là đẹp về mặt trước đây mặt trước màn hình hiển thị điện tử ở đây ở giữa kênh từ 1 2 4 5 6 7 8 và màn hình hiển thị thông số V ở đây. Đấy, đầy đủ cho anh em. Có một automat C63 chống cháy chập quá tải rất là tốt. Khi mà anh em xảy ra sự cố bất kỳ sự cố điện về cháy chập hay quá tải thì át này sẽ nhảy này. Đảm bảo tất cả các thiết bị điện em đấu vào đây được an toàn. Đấy, đấy là cái chức năng rất là quan trọng. Đấy, một chiếc quản lý nguồn thì những cái chức năng chống cháy chập quá tải rất là quan trọng và đặc biệt trong thời kỳ mà mà cháy chập nó đang bị rất nhiều ở Hà nhất là Hà Nội các quán karaoke hay là các phòng bar rất hay bị cháy do các thiết bị điện nó bị chập hoặc là do quá tải thì anh em cần một chiếc quản lý nguồn này nhá và con này sử đằng trước của nó sẽ có một ổ cắm và đằng sau sẽ có tám ổ cắm đằng sau đây sẽ quay anh em đằng sau nhá tám ổ cắm Cực kỳ là cao cấp Sau đó em sẽ giới thiệu bên trong nội thất của nó Đây, tám cắm một cắm đằng sau Bao gồm từ CS1 đến CS8 Anh em cắm vào đảm bảo rất là chặt Đây là bên trong những chiếc quản lý nguồn này là Sử dụng làm các cái lá đồng Rất là dày nhá Các ổ cắm này lá đồng rất là dày Đảm bảo là anh em cắm vào nó Sử dụng lâu dài, nó không bị uh, nỏng Và bên trong, anh em nhìn kỹ Bên trong nó sẽ có một cái mút Đấy, Mút chân ổ cắm, rất là cao cấp cho anh em Ok chưa ạ Và con này sử dụng đây dây điện rất là to nhá dây điện rất là to đây quay anh em này dây điện rất là khủng cho anh em đấy chịu tải cực kỳ là tốt anh em mua làm sâu sự kiện dạp cưới làm kẹo kéo hoặc là phòng karaoke phòng ba thì một chiếc quản lý nguồn này, này sẽ giúp cho anh em cắm tất cả các thiết bị âm thanh của anh em vào được an toàn đấy và quan trọng nữa là anh em nhìn thấy nhá con này có lọc nguồn ở tất cả các kênh đều có các cái lọc nguồn các cuộn lọc nguồn các tụ lọc nguồn vào điện vào điện ra và qua những cái cuộn lọc nguồn này thì sẽ giúp cho anh em là lọc nguồn điện sạch đấy điện long, lọc nguồn điện sạch anh em cần thiết là vì sao những cái cái thiết bị điện tử ấy qua những cái cuộn lọc nguồn này nó sẽ giúp cho anh em đầu tiên là sử dụng thiết bị nó sẽ giảm về nhiệt sinh ra qua đó là sẽ giúp cho anh em là tuổi thọ nó sẽ được nâng cao hơn đấy rất là cao cấp như chiếc quản lý nguồn này đấy và tất cả các ổ cắm đều có các dơ le khi mà các dơ le này sẽ báo bất kỳ các kênh nào các cái ổ cắm nào báo thì ad này sẽ nhảy Đấy, rất là yên tâm cho anh em luôn và đây chức năng nữa của nó là sẽ có bật tắt từng cổng anh em có thể bật theo tắt từng theo tùy ý và tất cả các phím đều là các phím mềm có sáng đèn rất là tiện dụng cho anh em và khi anh em tắt đi nhá không sử dụng đến anh em tắt đi thì nó sẽ tắt từ cổng 8 đến cổng 1 và anh em bật lên thì sẽ bật từ cổng 1 đến cổng 8 đấy đặc biệt các bác dùng dàn âm thanh nhá anh em cắm các cái con đẩy vào cổng xe 8 CS7 này thì khi mà tắt đi học bật lên nó sẽ không gây tiếng bụp ra loa lúc đấy là sẽ không gây, không hại đẩy và không hại loa đấy và ngày hôm nay đây em về 100 chiếc nhưng sẽ giảm giá 10 chiếc đầu tiên đấy và sẽ có phần quà riêng cho các bác 10 chiếc đầu tiên nhá à đây sẽ giới thiệu luôn cho các bác có một sẽ tặng kèm cho anh em một cái chiếc công tắc rời để cho các bác làm sự kiện để anh em đấu ra tủ âm thanh ấy tủ âm thanh anh em khóa anh em đấu vào đây đấy, sau đó anh em có thể tắt và bật ở ngoài thay vì công tác này đấy rất là cao cấp cho em và rất là tiện dụng nhá và đây sẽ có 10 phần quà cho 10 bác nào nhanh tay mua những chiếc quả như nguồn này sẽ tặng cho em một bộ pin sạc đến thương hiệu bồ pô với dung lượng là 1.200 mAh rất là cao cấp cho anh em luôn những bộ pin sạc đây sẽ bao gồm một đốc sạc rồi nó lại một đốc sạc đến thương đắp bồ À, anh em có thể sạc pin to pin bé đều được và một bốn quả pin để anh em về dùng các cái thiết bị ví dụ như uh, mic không dây hoặc là lắp vào ví dụ như anh em đã có có các cái thiết bị điện tử anh em có thể lắp vào rất là tốt cho anh em những cái thiết bị này chính hãng đây thì là double pô và ngoài thị trường bán những cái bộ sạc pin như này tầm khoảng anh em cứ thứ mua khoảng trăm tám đến hai trăm tùy từng đơn vị nhưng ngày hôm nay chỉ có 10 phần quà đầu tiên cho 10 bác nó nhanh tay nhá thì anh em mua hàng nhắn tin số điện thoại số điện thoại em em sẽ ghim ở tiêu đề. Giá cực kỳ là tốt, chỉ có 1 triệu 200 000 bên em bao ship cho anh em và tặng cho anh em một bộ pin sạc. Đến tư thiệu double bao 10 bác nào nhanh tay nhá, giá rất là tốt. Đấy, 1 triệu 200 000 mua hàng nhắn tin số điện em chốt quản lý nguồn DBX. Ok chưa? Chốt quản lý nguồn DBX giá rất là rẻ chỉ có 1 triệu 200 000 Em bao ship và và sẽ tặng cho em một bộ pin sạc 10 bác đầu tiên. Đấy, thì anh em nhá các video để thanh lý xả hàng thì cũng như là các video có quà tặng như này thì anh em muốn nhận được thông báo sớm nhận được thông báo khi bên em lên video ngay thì anh em nhớ phải đăng ký kênh sau đó là uh, ấn chuông thông báo thì nhận ngay được những cái video khi bên em lên video anh em nhận ngay được thông báo đấy đấy là cái điều rất là quan trọng anh em cũng không mất cái gì cả không mất một um, tiền gì cả anh em chỉ like video và đăng ký kênh sau đó là nhấn chuông nhận được thông báo và cũng là động lực để thấy nhau đô ra các video thanh lý xả hàng cũng như là quà tặng cho em ở các video tiếp theo xin cảm ơn anh em rất là nhiều xin chào anh em nhé.